Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, sư cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử ông Lê Thanh Quang. Ông Lê Thanh Quang sinh năm 1960 là một cựu chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Thanh Quang sinh vào ngày 9 tháng 9 năm 1960, quê quán xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trình độ cử nhân văn trường, Đại học Tổng hợp Huế. Ông Lê Thanh Quang từng làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang. Ngày 11 tháng 7 năm 2009, tại hội nghị tỉnh ủy lần thứ 16, ông Lê Thanh Quang đã được bầu làm Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010 với sự tín nhiệm cao. Ngày 15 tháng 7 năm 2009, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 4 đã bầu bổ sung ông Lê Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4. Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 16 đã bầu ông Lê Thanh Quang làm Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 18 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, ông Lê Thanh Quang đã trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 5, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu ông Lê Thanh Quang tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 5. Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Lê Thanh Quang tái đắc cử chức Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12, ông Lê Thanh Quang đã được bầu tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 14 tháng 6 năm 2016, ông Lê Thanh Quang đã được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 5, nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 19 tháng 10 năm 2019, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định cho ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa để điều trị bệnh hiểm nghèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.